Chúng ta cùng nhau dội thuốc tẩy lên tấm hình này nào. Các bạn vào phần effect, chuyển qua phần style và chúng ta cùng nhau chọn hiệu ứng thuốc tẩy, chính là paste. Thật đơn giản, chỉ tăng giảm mà thôi, tùy cảm nhận của mỗi người. Ok, nói chung là cũng được nhưng mà không ok lắm. Remove và tiếp tục khám phá hiệu ứng tiếp theo. Cùng nhau di chuyển vào effect, chúng ta tiếp tục. Các bạn bấm vào phần Color Correction. Khá nhiều chức năng đây, nhưng cũng khá dễ dàng. Nếu như chúng ta kích hoạt độ tương phản, kéo này lên thì độ tương phản sẽ cao hơn. Và thấp nhất, cao nhất. Ở đây có một chức năng khá độc đáo, đó là Rama. Các bạn có thể tăng giảm hệ số ảnh ở đây. Càng tăng thì càng sáng, càng bạc. Và càng giảm chúng ta càng sắc nét và càng tối đi. Saturation, độ bão hòa màu sắc. Tăng lên thì lòe loẹt và cải lương hơn. Và giảm đi thì nghiêng xám. Trông cũng thật hơn đấy chứ các bạn. Ở đây chúng ta có phần Red Shift, Blur Shift. Không khác gì chức năng Color Balance trong Photoshop. Màu sẽ nghiêng đỏ và ấm hơn, hay là nghiêng màu xanh lạnh hơn. Và phần này cũng tương tự như vậy. Dưới này chúng ta giảm xuống nghiêng vàng, tăng lên nghiêng màu tím tím chút xíu, tăng độ tương phản và tăng độ sáng. Cái này tôi nghĩ là khá đẹp và chúng ta đáng để lưu một tấm hình. Tôi giảm và tăng. Rồi, hình này lưu thì quá đẹp rồi. Tôi sẽ lưu ngay một tấm hình.